Đây, các bác em giới thiệu cho các bác là một cái cối xay sinh tố nè, và ép trái cây 2-in-1 luôn của Panasonic. Đây là cái mẫu ép nhanh nha, thì giá cũng rất là mềm cho các bác luôn. Đây này, em đã cắm điện em test nè, lúc này là mình sử dụng thôi nè, lúc này tắt đó, đơn giản thôi. Giờ mình ép trái cây thì mình gắn này vô, còn nếu mình xài sinh tố thì mình bật cái này lên, mình lấy cái này ra cho em nè. Đó thì nó có phụ tùng là nó vậy nè, để giờ ép trái cây nè đó. Còn mình xài cái sinh tố thì mình gắn cái sinh tố vô cho em, gắn vô cũng dễ lắm cho đúng khớp nha. Đó thì mình xài sinh tố thì mình dẹp ba cái này ra, mình xay thì cũng vẫn bấm nút bên hông đây xay đó, mình tắt. Rất là ok nha, cái mẫu này là công suất 220W, xay rất là mạnh và nhuyễn êm luôn. Giờ mình không xài cái này nữa phải không, thì mình lấy cái này ra cho em đó, mình chặn đây nha. Rồi ok, thì cái giá cũng bao tốt nha. Thì mua thì inbox liên hệ với em qua số điện thoại là 0919407501, thì em ship hàng thì có cọc chuyển khoản đủ thì em bao ship đó, cọc thì các bác cho mình ship đó. Rất là ok nè các bác, tắt nè. Thì mình xài thì mình bỏ vô mình ép 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 xuống như nè. Rồi inbox liên hệ với em, cảm ơn các bác theo dõi nha, chân thành cảm ơn các bác.